dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diện thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Quan Âm trái tim sáng người, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhánh liễu thân vàng, rưỡi khắp thế gian tóc tươi mát mẻ mười phương thân nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến bề đời, cho con cuộc sống đời an vui, cho con cuộc sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ra. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diện thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Quan Âm trái tim sáng người, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhánh liễu thân vàng, rưỡi khắp thế gian tóc tươi mát mẻ mười phương thân nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến bề đời, cho con cuộc sống đời an vui, cho con cuộc sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ra. Cho con cuộc sống đời an vui, cho con cuộc sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ra. Còn lắm cô liên
nay đoàn viên trong vòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân mình trong trần thế, một đời gian nan cơ hàn, lòng người thắm sâu phú phàng, tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu. Luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng, đạo quyền thắm sâu rưới hồn, khi tan thân dường nghiệp sâu thì đã tắt, quay lưng kiếp tu hành duyên còn tùy tài tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lợi danh, không hay mình đang vướng sai lầm, thế gian bao nghiệp phận bao tội lỗi lòng xuyên mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ hồng trần chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ hết tình, lo tu thân mong tìm đường về giác chắn, tâm luôn sẽ an nhàn niềm gì đã Phật ngôn chú bi. Mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người thắm sâu phú phàng, tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ. Kính thưa quý mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo cùng quý gia đình có mặt trong buổi lễ trao quà hôm nay thân mến, nhằm thể hiện lòng tri ân đối với những cống hiến to lớn của quý mẹ Việt Nam anh hùng, và cũng để nhằm góp phần giúp đỡ cho gia đình khó khăn của huyện có điều kiện vượt lên khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, được sự giúp đỡ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long, sự đồng hành tài trợ của quý tập đoàn Thuận Quân Trúc và đền thờ họ La dự chương đường và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị y tế Trần Nhân CB. Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trân trọng tổ chức lễ trao quà cho quý mẹ Việt Nam anh hùng và quý gia đình họ La và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ trao quà hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được đón tiếp sự có mặt của quý vị đại biểu lãnh đạo, quý vị khách quý. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ xin được trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý mẹ Việt Nam anh hùng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía lãnh đạo tỉnh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Về phía lãnh đạo huyện, xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Tấn Đảm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Thanh, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Xin được trân trọng giới thiệu ông Sơn Thanh Quyền, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Tiết Trinh, huyện ủy viên, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Về phía Ban trị sự Giáo hội Phật giáo, xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Về phía đơn vị nhà tài trợ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông La Quốc Quân, Chủ tịch tập đoàn Thuận Quân Group. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị y tế Trần Nhân CB. Xin trân trọng giới thiệu ông La Tùng Khôn, Phó Ban trị sự Đền thờ họ La. Xin
Xin được trân trọng giới thiệu ông La Chiêu Diệu, Phó Ban Trị sự Đền thờ Họ La, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn, cùng đại diện quý gia đình Mẹ Việt Nam Anh Hùng, quý gia đình Họ La và gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng tham dự buổi lễ ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Thượng tọa. Kính thưa quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng, xin thưa ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Vĩnh Long. Kính thưa quý lãnh đạo Tỉnh ủy, ban ngành sở của tỉnh và quý lãnh đạo địa phương huyện Củ Liêm. Hôm nay chùa Hội An kết phối hợp với ban ngành nhân lễ Quốc khánh 2 tháng 9 để thể hiện tinh thần biết ơn và nhớ ơn của dân tộc Việt Nam. Nhà chùa kết phối hợp với quý lãnh đạo nhà nước tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh Hùng, nhà Họ La và tất cả quý bà con hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Một món quà về giá trị vật chất nó không có nhiều, nhưng mà đây là một cái tình cảm thân thương, nồng ấm của ban tổ chức nhớ cái công ơn của các mẹ Việt Nam Anh Hùng, thể hiện lòng từ bi đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Xin trân trọng tri ơn quý lãnh đạo các cấp, xin tri ơn các mạnh thường quân đã kết phối hợp thực hiện công việc này. Xin kính chúc cho tất cả chúng ta được nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho đất nước. Xin hết rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn phần phát biểu của Thượng tọa. Và sau đây là phần phát biểu của đơn vị nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông La Quốc Quân, Chủ tịch tập đoàn Thuận Quân Group sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ trao quà ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà mẹ anh hùng, kính thưa toàn thể chính quyền tỉnh Vĩnh Long, huyện Vĩnh Liêm, kính thưa thầy và kính thưa toàn thể bà con Họ La và toàn thể bà con tỉnh Vĩnh Long và Vĩnh Liêm. Công ty Thuận Quân và công ty Trường Nhân mỗi năm đều có một cái từ thiện, không phải từ thiện mà phát quà cho làm cái việc phát quà cho bà con khó khăn. Năm ngoái cũng là cũng tại tỉnh Vĩnh Liêm, anh em xã được phát những quà, những phần quà khó khăn đến toàn thể bà con ở đây, cho nên cảm thấy rất vui mừng. Năm nay thì được sự hỗ trợ của đền thờ Họ La, cho nên là có phần tăng phần lên, cho nên là rất cảm ơn địa phương và tỉnh tạo điều kiện cho công ty và đền thờ để gặp bà con, có những phần quà nhỏ
để trao tới bà con những người quà nhỏ. Và xin chân thành tất cả bà con hôm nay có mặt hôm nay. Xin cảm ơn phần phát biểu của ông. Và tiếp theo chương trình là xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đại diện chính quyền địa phương sẽ có đôi lời phát biểu trong nhân buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý mẹ Việt Nam Anh Hùng, kính thưa ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, kính thưa ông Trần Quốc Phục, Đại tá Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Vĩnh Long, kính thưa ông Bùi Tấn Đảm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm, kính thưa Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, kính thưa ông La Quốc Quân, Chủ tịch Tập đoàn Thuận Quân Group, kính thưa ông Trần Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thiết bị Y tế Trần Dân GV, kính thưa ông Lan Tùng Nhất Không, Phó Ban trị sự Đền thờ Hòa Lan, kính thưa ông La Chiêu Diệu, Phó Ban trị sự Đền thờ Hòa Lan, cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, huyện, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cửa xã, thị trấn cùng toàn thể quý vị đại biểu. Các đồng thông qua kết nối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Thuận Quân Group, Đền thờ Hòa Lan, Dự Chương Dương Đường và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thiết bị Y tế Trần Nhân VB đã tài trợ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn huyện. Trong không khí ấm áp, tình đoàn kết, tình thương yêu chia sẻ của buổi lễ trao quà hôm nay, thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu lãnh đạo, các vị chức sắc, quý lãnh đạo công ty, quý nhà hảo tâm, quý gia đình có mặt trong buổi lễ hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Vũng Liêm là huyện nông thôn của tỉnh Vĩnh Long. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trồng lúa và làm vườn. Kinh tế còn nhiều khó khăn do giá cả nông sản bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất cao so với mặt bằng chung của tỉnh, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch Covid-19 vừa qua. Chi phí sản xuất, giá cả sinh hoạt tăng cao trong thời gian qua càng khiến cho đợt sống người dân đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, đặc biệt là đối với người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hôm nay, thông qua kết nối Hội đồng Hương tại thành phố Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo huyện Vũng Liêm, Tập đoàn Thuận Quân Group, Đền thờ Hòa Lan, Dự Chương Đường và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thiết bị Y tế Trần Nhân GB hỗ trợ 470 xuất quà tặng cho quý mẹ Việt Nam Anh Hùng, quý gia đình Hòa Lan và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa nhằm thể hiện lòng tri ân đối với những đóng góp to lớn của quý mẹ Việt Nam Anh Hùng, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm rất trân trọng và cảm ơn tấm lòng của ủng hộ của đơn vị Thuận Quân Group, Đền thờ Hòa Lan, Dự Chương Đường và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thiết bị Y tế Trần Nhân GV, và đặc biệt là tình cảm, tinh thần chia sẻ, nghĩa tình của ông La Quốc Quân và ông Trần Hoàng Hải. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị lãnh đạo đơn vị Thuận Quân Group, Đền thờ Hòa Lan và ông Trần và Công ty Trần Nhân. Các vị chức sắc trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành đối với các chương trình an sinh xã hội của huyện trong thời gian tới. Chúng tôi chân thành gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến quý mẹ Việt Nam Anh Hùng, các hộ gia đình có mặt hôm nay. Mong rằng món quà này sẽ là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội cùng chung tay chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực phấn đấu để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Kính chúc quý mẹ Việt Nam anh hùng, quý đại biểu lãnh đạo, quý chức vị chức khác, quý công ty, quý gia đình luôn mạnh khỏe, thành đạt, luôn may mắn trong cuộc sống. Chúc công ty ngày càng phát triển và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần phát biểu của ông Võ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Và kính thưa quý vị đại biểu, nhằm để ghi nhận tấm lòng và sự đóng góp của tập đoàn Thuận Quân Group cũng như là đền thờ Họ La Dự Chương Đường và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị y tế Trần Nhân CV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm đã ra quyết định khen thưởng cho 3 tập thể có công đóng góp cho chương trình an sinh xã hội của huyện. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện, xin mời ông La Quốc Quân, giám đốc công ty trách, xin mời ông La Quốc Quân, chủ tịch tập đoàn Thuận Quân Group. Xin mời ông Trần Hoàng Hải, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị y tế Trần Nhân CB. Và xin trân trọng kính mời ông La Tùng Khôn, phó ban trị sự đền thờ Họ La sẽ bước lên trên phía trên để nhận giấy khen cũng như là logo tượng trưng biểu trưng của Ủy ban dân huyện. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Tấn Đảm, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện. Xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Thanh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện sẽ bước lên phía trên để trao giấy khen cũng như là các cái biểu trưng tượng trưng của Ủy ban dân huyện cho các cái tập thể. Xin được trân trọng kính mời. Xin quý vị đại biểu cho một tràng pháo tay ạ. Xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo. Xin mời quý lãnh đạo và các quý vị đại biểu chúng ta trở về vị trí. Ông Bùi Văn Nghiêm, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Xin trân trọng kính mời thượng tọa Thích Lệ Lạc, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long sẽ bước lên phía trên để trao quà cho bố mẹ Việt Nam anh hùng có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và tiếp theo là phần trao quà cho đại diện các hộ gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng. Xin mời đại diện cho gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chiều, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáng. Xin mời đại diện gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Khéo. Mời đại diện gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bông. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đồng. Xin mời đại diện gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhất. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tư.
xin mời đại diện gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tiễn bước lên trên phía trên để nhận quà. Xin được trân trọng kính mời đại tá Trần Quốc Phục, phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long. Xin mời ông Bùi Tấn Đảm, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban dân huyện sẽ lên trao quà cho quý đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Xin được trân trọng kính mời hai đồng chí. Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu lãnh đạo, xin cảm ơn đại diện của quý gia đình và xin mời quý gia đình chúng ta trở về vị trí. Tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng quý gia đình thì Trương. Xin mời gia đình đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xu. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Gà. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Bảy. Gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Nô. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kim. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Lẹ. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Phú. Xin mời đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kiều. Và cuối cùng xin mời đại diện gia đình của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngộ bước lên trên phía trên để nhận quà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Ban tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời ông Sơn Thanh Quyền, ủy viên phó chủ tịch ủy ban dân huyện, và xin trân trọng kính mời ông La Quốc Quân, chủ tịch tập đoàn Thuận Quân Group sẽ lên trao quà cho quý gia đình. Xin mời. Tiếp theo là lượt phát thứ hai dành cho 10 gia đình của họ La. Tiếp theo xin mời đại diện 10 gia đình chúng ta bước lên trên phía trên ạ. Thân mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người thâm sâu phú phàng, tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối dài. Đạo quyền thắm sâu dưới hồn, khi tan thân dường nghiệp sâu thì đã tắt, quay lưng kiếp tu hành duyên còn tùy tài tâm thế nhân. Chúng sanh sâu
sống trong nơi lợi danh, không hay mình đang vướng sai lầm. Thế gian bao nghiệp phận, bao tội lỗi lòng xuyên mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trăng chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ hết tình. Lo tu thân mong tìm đường về giác chắn, tâm luôn sẽ an nhàn niềm gì đã Phật ngôn chú bi. Mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người thâm sâu phú phàng, tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi. Thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối dài. Đạo quyền thăm sâu rưới hồn, khi tan thân dường nghiệp sâu thì đã tắt. Quay lưng kiếp tu hành duyên, còn tùy tài tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lợi danh, không hay mình đang vướng sai lầm. Thế gian bao nghiệp phận, bao tội lỗi lòng xuyên mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trăng chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ hết tình. Lo tu thân mong tìm đường về giác chắn, tâm luôn sẽ an nhàn niềm gì đã Phật ngôn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chắn, tâm luôn sẽ an nhàn niềm gì đã Phật ngôn chú bi. Con xin chắp tay kính lại Đức Phật Thích Ca, con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đợi con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù quán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Ngài nói xin chư Phật mười phương chấn trí, ghi nhớ tỏ tường đời con thành tâm sám hối tu thân. Con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời, nở qua từ bi. Ôi vui sướng thay dứt sạch quan nghiệp trả dài, con xin chắp tay quy mạng mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời
dùng tôi đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về. Con xin chắp tay kính lại Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đợi con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù quán sân si u mê lầm lạc. Đường đi không có lối về. Ngài nói xin chư Phật mười phương chấn trí ghi nhớ tỏ tường đời con thành tâm sám hối tu thân. Con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở qua từ bi. Ôi vui sướng thay dứt sạch quan nghiệp trả dài. Con xin chắp tay quy mạng mười phương chư Phật cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối. Xa rời dùng tôi đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về. Bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối. Xa rời dùng tôi đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về. À, xin phép được làm việc không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận, sở ban ngành của tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa quý vị lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban công ty Vĩnh Liêm và các xã thị trấn địa phương sở tại. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật tịch 2567 nhưng lịch là 2023, chùa Hội An tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay rơi vào cái thời điểm cả nước chúng ta long trọng tổ chức lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 để thể hiện cái sự biết ơn và nhớ ơn đối với những người quá vãng, thì các vị đã hy sinh cho nền độc lập, thể hiện cái tinh thần từ bi của đạo Phật đối với chúng sinh. Vừa qua chùa Hội An đã kết phối hợp với ban ngành của địa phương chuẩn bị những cái phần quà để kính tặng cho
mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện sự biết ơn đối với những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có những người con hy sinh vì Tổ quốc, bảo vệ cho nền độc lập, và thể hiện cái tinh thần từ bi cứu khổ ban vui của Đạo Phật. Những mùa Vũ Lan báo hiếu cũng tặng cái phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện Vũng Liêm. Và hôm nay nhân cái buổi họp mặt này, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức gửi đến tất cả quý vị lời hỏi thăm tình sức khỏe, lời chào hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, gần nhất là vào năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được hình thành, trải qua bao nhiệm kỳ. Đến năm 1985, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng bắt đầu hình thành, và kể từ đó cho đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh nhà nói chung, riêng về Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Vũng Liêm là chùa Hội An, đã tiếp nhận rất nhiều những cái ân tình, những cái trợ duyên của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, sở ban ngành, mà hoàn thành tốt rất nhiều những cái Phật sự cho đến hôm nay. Phải nói rằng cái sự hợp tác này rất là nhiều ý nghĩa. Nhân đây, trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, tôi xin thay mặt các ban tổ chức trân trọng tri ân các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, ban ngành của tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm và địa phương sở tại. Xin tri ân sâu sắc đến các vị trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và nhân buổi họp mặt hôm nay, và cũng rất mong các vị lãnh đạo tiếp tục hợp tác trợ duyên cho chúng tôi để góp phần của mình phục vụ cho đất nước Việt Nam. Đấy là những cái lời rất là chân thành của chúng tôi gửi đến các vị trong suốt thời gian qua. Nếu không có sự trợ duyên của các vị thì chúng tôi cũng khó mà hoàn thành những cái công tác thật sự. Và ở đây chúng tôi cũng xin bày tỏ với các vị, hầu hết những cái công tác Phật sự được các vị trợ duyên chúng tôi đã hoàn thành. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn có những cái công việc mà chúng tôi chưa hoàn thành. Cũng rất mong rằng trong thời gian tới, được sự hợp tác của quý vị để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thì ở đây cũng xin nói thêm, trong thời gian vừa qua, ở các huyện ở Tâm Bình, Trà Ôn nói riêng, và ở bên Phật giáo Năm Tông Khmer, trong suốt những thời gian qua, có lẽ chúng ta đều biết những cái khó khăn, những khúc mắc ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và cá nhân chúng tôi được kết phối hợp với các vị là tháo gỡ phần nào những cái khó khăn do khách quan. Tuy nhiên vừa qua
Thì xin ý kiến của các ban ngành của tỉnh, cá nhân tôi cùng quý vị thường trực của ban sự tỉnh Vĩnh Long xin được diện kiến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội cấp trung ương và được ở trên quý ngài chấp thuận. Buổi họp mặt được diễn ra trong cái bầu không khí hết sức là cởi mở. Rồi qua chỉ đạo của Trung ương, ở đây xin báo cáo với các vị là Trung ương sẽ có cái sự chỉ đạo là muốn tháo gỡ cái điều này, thì cần có sự hợp tác. Trước mắt thì Trung ương Giáo hội sẽ thành lập một cái tổ liên kết với tỉnh hội Vĩnh Long và liên kết với chính quyền họp mặt lại để xem xét tình hình, đánh giá cái sự việc đã xảy ra, rồi báo cáo là với Trung ương sẽ có cái hướng giải quyết dứt điểm. Trong cái sự hạ quyết tâm của các vị đó thì hầu hết cái buổi họp đó các vị đều đồng tình. Nhưng mà thưa với các vị, trong cái việc mà trong thời điểm này Phật giáo Nam Tông Khmer là vào ăn cư kiết hạ, cho nên thì lập cái tổ thì vẫn lập, nhưng mà giải quyết dứt điểm thì có thể qua mùa ăn cư kiết hạ sẽ kết hợp để giải quyết dứt điểm. Xin báo cáo một cái vấn đề đặc biệt mà bản thân chúng tôi rất là trăn trở từ trước tới giờ, để chúng ta có cái hướng giải quyết sắp tới. Thì mọi việc là như vậy. Còn thêm một cái điều nữa, đây chúng tôi cũng xin tâm tình và san sẻ gửi gắm bí thư của huyện ủy về cái chùa Phước Long đã gia nhập giáo hội từ năm 2000 đến năm 2011 thì các vị đã có cái diễn biến hơi phức tạp. Cho đến bây giờ thì tôi thì có một số vị phát biểu rằng là ông thầy Lạc ổng từ bi, cho nên vụ việc như vậy thì cái chùa Phước Long cho đến bây giờ giáo hội vẫn chưa được quản lý. Thì hôm nay xin thông tri đến các vị thầy Lễ Lạc thì từ bi, nhưng mà với cái phương diện lãnh đạo của giáo hội xin kiến nghị các vị hợp tác với giáo hội tạo điều kiện tốt nhất để giáo hội có điều kiện để sinh hoạt lại cái chùa Phước Lâm, do trên 10 năm giáo hội không được quản lý. Thì đó là những cái khó khăn mà bản thân tôi và giáo hội gặp phải. Trước mắt thì xin nhờ bí thư của huyện quan tâm dùm, đây là địa phương với lại địa phương của xã Trung Thành Tây. Thưa các vị, những cái sinh hoạt Phật sự đó thì phải nói rằng bản thân tôi một lần nữa xin tri ân sâu sắc đến các vị. Nhiều nhiệm kỳ qua, đảng chính quyền ban ngành của các cấp đã trợ duyên rất nhiều và rất nhiều những cái công việc Phật sự để cho chúng tôi hoàn thành tốt. Bên cạnh cũng có vài việc mà khách quan đáng tiếc xảy ra. Hôm nay trong buổi họp mặt này xin kiến nghị và xin trình bày để các vị được liễu tri, và đồng thời chúng ta có cái phương pháp tốt nhất
để giải quyết trong cái vấn đề tiếp theo. Đó là những cái lời chân tình của tôi xin gửi đến quý vị. Cuối lời xin thay mặt cho ban tổ chức buổi họp mặt hôm nay, xin chân thành tri ân sâu sắc đến các vị lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, sở ban ngành của tỉnh, xin gửi đến quý lãnh đạo ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban của huyện, các xã lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho các vị được hanh thông và hoàn thành tốt trong cái nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng tri ân. Và nhân buổi họp mặt này, nhận thấy các vị đến để chúc mừng rất là đầy đủ, bên cạnh có những cái phần quà. Xin mời các vị lãnh đạo trao phần quà cho ban tổ chức, rồi sau đó mời đoàn lên trên chánh điện để thắp hương trong cái mùa Vu Lan báo hiếu. Cũng xin báo với các vị là hôm nay ban tổ chức cũng như cá nhân tôi có mời ngài bí thư tỉnh ủy, rồi ngài chủ tịch. Nhưng mà bí thư thì hồi sáng có đến dự cái buổi tổ chức quan trọng là tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, cho nên bí thư có đến để chúc mừng và trực tiếp tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng với các hộ gia đình có khó khăn. Rồi chủ tịch, ngày chủ tịch thì bận công việc không đến dự được, thì bí thư tỉnh ủy, chủ tịch của tỉnh có gửi những cái lãng hoa, những cái phần quà để chúc mừng Vu Lan hôm nay. Bây giờ trước nhất thì xin mời các vị ở trong đoàn có chuẩn bị những cái phần quà để tặng cho ban tổ chức trong buổi họp mặt này. Xin mời các vị đến phía trước để tặng quà. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lại người thiết tha con thân nguyện cầu. Quê hương là dòng sông má trong chân vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường sớm khơi rơi giữa cồn lường, nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cánh dương soi dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đêm đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô. Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
soi dịu lầm than. Mẹ hiền Quan Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Và có những cái phần quà rất nhiều ý nghĩa tặng đến ban tổ chức. Một nữa xin thay mặt ban tổ chức trân trọng tri ân các vị lãnh đạo ban ngành của tỉnh, của huyện và địa phương sở tại. Thì tiếp theo đây thì chùa Hội An, ban tổ chức cũng như cá nhân cũng có những cái phần quà xin gửi đến các vị để làm kỷ niệm. Ngang mắt ngang tay vô lượng vô biên, mẹ hiền Quan Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Được số phận ngày sau, hôm nay sang giàu ngày mai tung thiếu, danh vọng rồi cũng phai màu, kiếp người ôi lắm âu sầu, trôi như làn khói về đâu. Từ khi có dịch tràn khắp nơi lênh đênh mạng người lạc giữa biển khơi. Hôm qua gặp gỡ nỗi cười, hôm nay lạnh vắng đất trời, bao người than khóc cuộc đời. Người ơi giàu sang để làm chi, giàu sang có mang được gì, cuối cùng rồi cũng chia ly. Giờ đây ai còn bên tổ ấm, ai còn nói còn cười, là đời hạnh phúc người ơi. Vòng tay mở rộng cứu người lầm than, mai đây vô thượng gửi lại trần. Ra đi còn tiếng ca vang, tình thương sẽ chia muôn vàng, mong nước Việt sớm ngày bình được số phận ngày sau. Hôm nay sang giàu ngày mai tung thiếu, danh vọng rồi cũng phai màu, kiếp người ôi lắm âu sầu, trôi như làn khói về đâu. Từ khi
có dịch tràn khắp nơi nơi. Lênh đênh mạng người lạc giữa biển khơi. Hôm qua gặp gỡ nỗi cười, hôm nay lạnh vắng đất trời. Bao người than khóc cuộc đời. Người ơi giàu sang để làm chi, giàu sang có mang được gì, cuối cùng rồi cũng chia ly. Giờ đây ai còn bên tổ ấm, ai còn nói còn cười, là đời hạnh phúc người ơi. Vòng tay mở rộng cứu người lầm than, mai đây vô thường gửi lại trần gian. Ra đi còn tiếng ca vang, tình thương sẽ chia muôn vàng. Mong nước Việt sớm ngày bình an. Ra đi còn tiếng ca vang, tình thương sẽ chia muôn vàng. Mong nước Việt sớm ngày bình an. Từng người xa đi vậy mà
quý vô thường. Tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Ai ơi, sao
từng bước chân an lạc của chư tôn thiền đức giáo phẩm quang lâm về nơi lễ trường chứng minh cho đại lễ sáng hôm nay, nơi bàn chứng minh thứ nhất cho phép chúng con được xưng danh cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng Thượng Như Hà Tước, đức trưởng lão hòa thượng Thượng Phước Hà Tú, hòa thượng Thích Thiện Thanh, hòa thượng Thích Phước Tồn, hòa thượng Thích Phước Hùng, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Sơn Ngọc Quynh, hòa thượng Thích Đức An, quan lâm bàn chứng minh thứ nhất, nơi bàn chứng minh thứ hai cho phép chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Giác Hiền, thượng tọa Thích Thiện Tâm, đại đức Thích Tánh Bình, thượng tọa Thích Trí Thiện, thượng tọa Thích Trí Hải, thượng tọa Thích Phước Dưỡng, thượng tọa Thích Huệ Thuần, đại đức Thích Tâm Thông, quan tâm nơi bàn chứng minh thứ hai. Một lần nữa cho phép ban tổ chức chúng con hành kính được xưng danh cung thỉnh chư tôn đức bàn chứng minh, nơi bàn chứng minh thứ nhất hành kính đảnh lễ cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Thượng Như Hà Tước, trưởng lão hòa thượng Thượng Phước Hà Tú, hòa thượng Thích Thiện Thanh, hòa thượng Thích Phước Tồn, hòa thượng Thích Phước Hùng, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Sơn Ngọc Quynh, hòa thượng Thích Đức An, quan lâm bàn chứng minh thứ nhất, nơi bàn chứng minh thứ hai chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Giác Hiện, thượng tọa Thích Thiện Tâm, đại đức Thích Tánh Bình, thượng tọa Thích Trí Thiện, thượng tọa Thích Trí Hải, thượng tọa Thích Phước Dưỡng, thượng tọa Thích Huệ Thuần, đại đức Thích Tâm Thông, quan lâm bàn chứng minh thứ hai, thành kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa chư tôn thiền đức quan lâm nơi bàn chứng minh phía tay trái, từ lễ trường nhìn xuống thành kính cung thỉnh chư thượng tọa chư tôn thiền đức tăng nơi bàn chứng minh phía tay phải, lễ trường nhìn xuống kính cung thỉnh quý ni trưởng quý ni sư chư tôn thiền đức ni đồng thức đề hạ lạc phân lập lượng ban an tọa chứng minh. Kính xin chư tôn đức cho phép chúng con trong giây phút để trang nghiêm đạo tràng trước khi chính thức đi vào chương trình đại lễ sáng hôm nay. Nam mô vạn cổ xưng danh đại hiếu một kiền liên bồ tát, cung kính bái bạch trên chư tôn đức trưởng lão hòa thượng giáo phẩm chứng minh, kính bạch chư tôn đức ban chứng minh, ban cố vấn, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, kính bạch chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các ban ngành cùng ban trị sự các huyện thị thành trực thuộc Phật giáo Vĩnh Long, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các tòng lâm tự viện trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, để cho đại lễ Vu Lan báo hiếu dân cúng pháp y ca sa tại đạo tràng chùa Hội An sáng hôm nay thành tựu viên mãn, thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng chứng minh khởi niệm. Sư Linh Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Với truyền thống tri ân và báo ân trong ngày Vu Lan báo hiếu, ngày tôn vinh lòng hiếu hạnh của tất cả những người con đối với hai đấng sinh thành,
từ truyền thống hài hòa tốt đẹp trong lòng mỗi người con Phật. Nên dù rằng cha mẹ còn xin tiền hay quá vàng, đối với tất cả tâm hành hiếu đạo đã mở rộng để đón mừng ngày Vu Lan Thăng Hội đang diễn ra trên mọi miền tổ quốc. Truyền thống từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiên nung đúc tinh thần dân tộc Việt Nam, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc ấy đã trở thành kinh nhật tụng hàng ngày khắc ghi trong lòng người con Phật và con đất nước Việt Nam. Cha mẹ có ý nghĩa bắt đầu cho sự sống, cho tình yêu thương, cho hạnh phúc hôm nay và mãi mãi về sau. Có thể nói nhân loại có bao nhiêu con người thì cũng có bấy nhiêu bản tình ca quốc hữu về cha và mẹ. Nhiều nhất có lẽ là bản tình ca không lời, bởi không có lời nào hay bút mực nào có thể diễn tả hết nỗi ân tình của cha mẹ. Từ ý nghĩa thiêng liêng ấy, sáng hôm nay ngày 20 tháng 7 năm Quý Mão, chùa Hội An, huyện Vũng Liêm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu dân cúng pháp y ca sa, nhằm khơi lại tình mẫu tử thiêng liêng đối với cụ quyền thất tổ cha mẹ hiện tiền, để mọi người con Phật chúng ta hiểu hết được ân đức của ông bà cha mẹ thật cao quý, từ đó sống đúng với tinh thần người con hiếu đạo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, giờ phút này cho phép chúng con thay lời ban tổ chức thông qua chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu dân pháp y ca sa tại chùa Hội An sáng hôm nay như sau. Cung nghinh chư tôn thiền đức giáo phẩm Quang Lâm lễ trường, niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu chư tôn đức giáo phẩm chứng minh và đại biểu tham dự, dân hoa cúng dường, cài hoa hồng lên chư tôn đức, gửi tặng đến toàn thể Phật tử đạo tràng, tác pháp cúng dường pháp y, đạo từ của hòa thượng chứng minh, nghi thức quá đường và diễn đàn dân pháp y ca sa, pháp sự hoàn mãn. Đó là chương trình đại lễ sáng hôm nay. Chúng con kính bạch trình chư tôn đức và toàn thể đạo tràng đồng liệu tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Giờ phút này, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong màu quỳnh ý giải thoát của chư tôn thiền đức, đạo tràng chùa Hội An vô cùng xúc động và vui mừng được cung đón sự quan lâm của quý ngài, cho pháp hội đạo tràng được thành tựu viên mãn. Chúng con hướng tâm về bàn chứng minh thứ nhất, thành kính đảnh lễ cung kính giới thiệu sự quan lâm cao quý của đức trưởng lão hòa thượng Thượng Như Hà Ước, ủy viên ban thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, hòa trưởng lão hòa thượng Thượng Phước Hà Tú, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, hòa thượng Thích Thiện Thanh, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, hòa thượng Thích Phước Hoàng Tồn, cố vấn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, hòa thượng Thích Phước Hùng, cố vấn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thượng tọa Thích Phước Hạnh, ủy viên Hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thượng tọa Sơn Ngọc Quynh, ủy viên Hội đồng trị sự, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chủ tịch Hội đồng cấp sứ sải Kiêu nước tỉnh Vĩnh Long, hòa thượng Thích Đức An, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình. Nơi bàn chứng minh thứ hai, cho phép chúng con được giới thiệu thượng tọa Thích Minh Đạo, phó ban trị sự trưởng ban quản pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thượng tọa Giác Hiện, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long,
Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó Ban Trị Sự, Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đại Đức Thích Tấn Bình, Phó Ban Trị Sự, Kim Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Thích Trí Thiện, Phó Thư Ký, Phó Văn phòng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Thích Trí Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Thích Phước Dưỡng, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự, Trưởng Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Thích Huệ Hường, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo huyện Bình Tân. Đại Đức Thích Phước Văn, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo thị xã Bình Minh. Đại Đức Thích Tâm Thông, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo huyện Mang Đức. Đại Đức Thích Tiện Duyên, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo huyện Vũng Liêm. Thượng tọa Thích Vũ Chơn, chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Hồ. Cùng chư tôn thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng trụ trì các tầng lâm tự viện trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long, chúng con thành kính giới thiệu chung. Về phía chư tôn thiền đức ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên, chứng minh phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, Phó Ban Trị Sự, Trưởng phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni trưởng Thích Nữ Giác Trên, Phó trưởng phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni sư Thích Nữ Như Hải, Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban thường trực phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni sư Thích Nữ Thanh Phước, Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Phó phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Cùng quý chư tôn thiền đức ni trụ trì các tòng lâm tự viện, ban tổ chức xin được thành kính giới thiệu chung. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu toàn thể quý nam nữ Phật tử, những người con hiếu hạnh về tham dự đại lễ sáng hôm nay, xin được nhiệt liệt giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu tại đạo tràng chùa Hội An chiều ngày hôm qua, ban tổ chức rất vinh dự đã được đón tiếp ông Bùi Quang Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Đảng ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cùng quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm và sở tại đã về chúc mừng cho đại lễ. Xin quý vị giơ cao một tràng pháo tay để chúc mừng và nhiệt liệt tán dương. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đây những đóa hoa hồng của tình thương và sự sống, đây mùa Vu Lan hiếu hạnh của muôn đời, đây hương lòng thơm ngát khắp muôn nơi, đây ánh đạo sáng ngời trong lịch sử. Giờ phút này toàn thể đạo tràng chúng con để nói lên tinh thần thành kính được cung đón chư tôn đức và toàn thể quý Phật tử về chứng minh tham dự đại lễ. Chúng con xin được giới thiệu Phật tử chùa Vạn Cổ, xin được dân hoa cúng dường, trân trọng kính mời. Tiếp nhau dâng về đến Thế Tôn.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Hội An, chùa Vạn Cổ và gia đình Phật tử Phước Hưng tiến về chư tôn thiền đức giáo phẩm dâng hoa hồng tươi thắm cúng dường, cài lên áo chư tôn thiền đức tăng ni và gửi tặng đến toàn thể pháp hội đạo tràng
qua nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo, trân trọng kính mời. Dòng suối dịu hiền, mẹ mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ mẹ là nai chuối buông cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Tươi thắm lên cúng dường chư tôn đức và gửi tặng đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, phước này có phước nào hơn, cả xa dân đến chư sơ tăng già, thiện nam tín nữ hiệp hòa cùng nhau câu hội về chùa dân y. Giờ phút này với ba tháng tịnh tu đạo nghiệp, chư tôn đức là mảnh ruộng phì nhiêu chứa nhóm vô vàn công đức, để Phật tử chúng con gieo trồng hạt giống phước điền. Giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Diệu Quyền, đại diện cho toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Hội An, dâng lời tác pháp cúng dường pháp y. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Bổn Hiền Nguyên Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thân tịnh, nhưng mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạc, và cũng là mùa xá tội vong nhân. Hòa trong niềm vui chung của mọi những người công Phật, chúng con kính dâng lên chư tôn đức tăng ni lời
thiền đức tăng ni. Mỗi khi những làn gió thu thổi nhẹ, đất trời nhớ màu quan sang, nhìn từng chiếc lá vàng đơn độc đem cuộn vào hư không mênh mông vô tận. Mùa vô lai lại đến, vang vọng trong lòng mọi người công dân Việt Nam. Ngày rằm tháng bảy đã trở thành ngày truyền thống trong nhân gian, ngày của những người tốt hiếu hạnh hướng về các đấng sắc thần dưỡng dục ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, hướng về công đức của các vị tỳ bối đã tạo nên gian sơn gấp vóc nòi giống quê hương mình. Riêng người Phật tử chúng tôi là ngày hội lớn của mùa vô lan báo hiếu, ngày vô lan thắng hội. Hoàng hôn xuống chút chùa ngất nhẹ nhẹ, vô lan kinh trầm ấm vọng quanh trời. Dù mai này trời chia sẻ trăm nơi, con vẫn nhớ tiếng thương hời của mẹ. Cha mẹ là hương vị ngọt ngào của cuộc sống, là dòng suối bất tận của thế gian, là khúc trời mơ mông vô tận, là hết thảy những gì cao đẹp nhất. Ôi bất hạnh biết bao nếu ai trong chúng ta không còn cha còn mẹ. Một nhà thơ đã diễn đạt sự mất mát to lớn ấy. Bóng núi khúc mẹ cha không còn nữa, lòng tái tê rụng bụi thu về. Cuối ngũ huyền nhờ Phật tổ từ bi, lòng con gửi trong rằng ngày tự tứ. Kinh bạch chư tôn thiền đức, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, hôm nay trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, như mùa vô lan thắng hội, toàn thể đệ tử chúng con nguyện một lòng cung kính thiết trai nghi sắp bài tịnh Phật, thành kính quỳ trước Tam Bảo trang nghiêm, đốt nén tâm hương, thành kính dâng lên cung dường mười phương chư Phật, và kính dâng lên pháp y là món pháp khí để quý ngài làm hành trang trên bước đường hành pháp lợi sanh, xiển nhân chánh pháp cung phụng tôn giả hiền liên. Nguyện cầu cho chủ của huyền thất tổ nhiều đời và chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới đau khổ được nhiều an lạc giải thoát. Đồng cầu nguyện cho phụ mẫu hiện tiền, lục thân quyến thuộc, bậc bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm tăng trưởng, luôn hết lòng phục sự chánh pháp. Kính bạch nghiêm ngài, giữa bầu trên không khí trang nghiêm, chúng con xin được thay mặt Phật tử gần xa thành kính đảnh lễ thanh tế chư tôn thiền đức tăng ni. Nhưng mùa vô lan nghĩa hạnh, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể thân an, thân tâm thường lạc, mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tiến tu giúp trừ tam nghiệp, lên bờ giải thoát. Ngưỡng trên với ngài thường tùy chứng minh, là thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đôi lời bọc bạch kinh danh, nương nhờ quay lực khắp cùng mười phương, chứng minh công đức cúng dường, đạo từ phát rải âm dương âm dùng. Kinh bạch chư tôn đức vừa qua là những lời đại diện tác pháp cúng dường pháp y để cho đạo tràng được ân tri công đức. Giờ phút này chúng con hướng tâm về chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, thành kính đảnh lễ cung tịnh đức trưởng lão hòa thượng Thượng Như Hà Tước, quỹ viên ban thường trực hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban lời đạo từ cho đại lễ sáng hôm nay, thành kính cung tịnh pháp âm hòa thượng. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, thiện nam tín nữ, thân thương quý văn, hôm nay ngày 20 tháng 7 năm Quý Mão, tại đạo tràng chùa Hội An, thượng tọa trưởng ban trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Hội An, long trọng tổ chức lễ Vu Lan Thánh Hội Nhân Pháp Y Ca Sa cho hàng Phật tử thiện nam tín tử cái trần hợp giống công đức phước điện. Trước hết chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự cũng như Phật tử thiện nam tín nữ tỉnh Vĩnh Long có lời tri ân sâu sắc đến ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, có lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến chư vị lãnh đạo tỉnh nhà Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, lễ Vu Lan báo hiếu là một lễ truyền thống của người Công Phật đã ăn sâu sắc vào tâm khảm những người con thân thương ruột thịt, không ai mà quê nhân công cha, không ai mà quê nhân nghĩa mẹ được, bởi vì ơn cha nghĩa mẹ hết sức là cao rồi. Cho nên tục ngữ Việt Nam có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cho nên một phần lẫn con luôn luôn phải nhớ đến ơn sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Thức vị cây thì có cội, nước thì có nguồn, cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn có tỏa khắp rạch xanh. Phần lẫn người ai cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có ông bà, cũng có tổ tiên. Do đó chúng ta luôn luôn có lòng tri ân và bỏ ăn. Vì đời sinh ra con người chúng ta ai cũng mang nặng tính trầm ăn, ăn tâm bà, ăn cha mẹ, ăn thầy tổ và ăn quốc gia trị phổ. Do đó chúng ta phải làm thế nào, phải hành động thế nào và sinh hoạt thế nào, ai phải nói như thế nào thì nói lên tinh thần tri ân và bỏ ăn của người Công Phật. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị, khi tu hành đắc đạo nhớ đến ơn sanh thành của từ mẫu và hoàng hậu Ma Gia, cho nên ba tháng mùa mưa ăn cây Đức Phật lên cung trời đó là thì nói kinh cho từ mẫu nghe, chỉ một kinh mà chư tăng thường hướng dẫn quý vị thì tụng hàng một kinh Địa Tạng đó quý vị. Đức Phật nói tại cung trời có lời để cho từ mẫu hoàng hậu nói ra nghe, sợ rằng từ mẫu hoàng hậu nói ra khi hết phước trời nó đọa vào cảnh khổ lầm than. Cho nên Đức Phật lên cung trời mà nói kinh để đáp lại cái ơn sanh thành của hoàng hậu, tức là từ mẫu hoàng hậu có gia đức từ mẫu Đức Phật. Rồi còn ai nữa, đệ tử Đức Phật tức là ngài đại hiếu một kiền lý khi tu hành đạt quả lực thấp, nhớ đến ơn của mẹ, dùng đạo nhãn tìm mẹ khắp nơi, thấy mẹ sanh rỡ cạnh ngà quỷ khổ sở đói khát lầm than, liền cũng rất đơn duyên với mẹ với một mối niềm thiết tha. Đây bát chân đầy ngàn nước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lộc, để tình còn đồng trong tha thiết ở nghĩa sanh thành chứa đã sẵn. Nhưng bà thánh về mẹ thành từng đi lừa thấy cơm công dân đấy, vì đức tin Vu Lan cái gì tường tùng và đánh thách ta thì trái này, ta thì bỏ
người đến bị hóa thành thân lực. Thì quả của bà quá nặng, cho nên bà không thể đốt vào được. Trước cảnh bi ai như vậy, ngài quỷ về bạch Phật, nhờ Phật dạy cái phương pháp để mà cứu mẹ. Thì được Phật mới dạy rằng, mẹ của ông á, hồi mà sanh tiền, tham lam ích kỷ ngọn sẻn kiêu căng, mà bây giờ đã đọa về cảnh khổ rồi, còn che đậy sợ hãi dục đi, cho nên ông không có thể nào mà cứu mẹ ông được. Ông không cứu mẹ ông á, thì ông phải nhờ cái sức của chư tôn đức tăng ni. Bởi vì chư tôn đức tăng ni có cái năng lực nhiều quá, mẹ ông mới thoát khỏi cảnh khổ. Ngài một tỷ niên ấy lời Phật dạy, vì sẵn sửa ra duyên cũng như chư tôn thiền định tăng ni nhờ sức cứu nguyện và thánh đề mẹ của ngài cũng một tỷ niên có được thoát khỏi cảnh khổ, thanh vì thế giới an lành. Phật có nhiều lễ trung lan từ cái đức Phật truyền dạy và mãi mãi đến ngày hôm nay tại đạo tràng chùa Hội An thượng tọa trụ pháp sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trụ trì chùa Hội An long trọng tổ chức lễ trung lan mới chế hạ Phật tử gia duyên cái trầm công đức và đầy đặc công ơn sanh thành dựng dựng. Kính thưa quý vị, trên thế gian này có nhiều kỳ quan, nhưng không có kỳ quan học nào nằm ẩm thiết tha thiên liên sẵn độc như kỳ quan trái tim của cha của mẹ. Cho đó dẫu cái hoàn cảnh nào, giàu hay là nghèo, không phải là vấn đề đáng nói, mà vấn đề đáng nói là cái gì có thương cha thương mẹ hay không. Mà chỉ có biết thương cha thương mẹ rồi thì biết làm nào nói thế nào để có cái tinh thần thương cha thương mẹ của mình. Giờ đó mùa thu lan có hiếu giàu ở phương trời xa, thay vì công việc làm ăn nhiều khế bận rộn, quý vị cũng nhớ dành một thời gian ngắn về với cha với mẹ. Cha mẹ cũng thấy những đứa con thân yêu thương thuộc về quý mấy của mình như lúc nào. Muốn đứa con đứng ra lòng ta của cha của mẹ đó quý vị. Lắm lúc mình thương con quá, mà cha mẹ phải nói ngầm nói liền. Đứa con quý vị ơi, thầy mắng tử đó quý vị. Ngày xưa có hiếu, có hiếu với cha đó, nhưng mà mẹ mất sớm, thầy mắng tử đi cưới một người thứ thê, tức là thầy mắng tử phải ở với dì ghẻ. Nhưng dì ghẻ thì sanh cái tâm ghét con, tức là của chồng, tức là thầy mạnh tử. Thường bắt thầy mạnh tử lên núi móc củi khô xuống sông mò cua bắt ốc về để ăn cơm thừa mắng cạn. Áo thì bằng áo rách bóng lá trong một cảnh như vậy, nhưng thầy mạnh tử không thốt ra một lời, âm thầm mà chịu đựng. Một hôm có cái gì biết không, cha của thầy mạnh tử muốn vào chơi liền sai thầy mạnh tử ché xe để ông vào chơi. Vì là trời nó lạnh nó rít, cho nên hai cái tay nó cắm nó sảy cái tay ra, thì người cha liền còn lớn mà hư hẳn, cầm xế hẳn cầm cái roi trên tay vuốt ra roi. Tự nhiên thầy không lao tay nó tơi tả, ông không biết rằng mà vợ kế của mình là ác cai nghiệt, nó với con bà còn con của ông thì bà để làm rết cho nên sảy tay rơi vào chết. Ông nghiến răng rất rất
cắt đứt cây dây sự vị thì mạnh tử liên tục đó gạt nước mắt chân quỳ miệng người lại cha xin phép lại nguồn cơn mẹ còn chỉ một tháng nữa mẹ đi hôn mẹ cơ hờn cả nọ cha trong suốt cuộc xa lọt tuổi mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa cha hai hiểu cảm nhân từ thầm lâu như đã chẳng rừng lọt anh thầy Phật tiên dương pháp diệu quyền là phước điền cho muôn loại gieo duyên là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Vừa qua những lời đạo từ cao quý của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh đã sưởi ấm cho ta tâm hồn người con Phật tại đạo tràng chùa Hội An chúng con, thay lời thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức đại lễ cùng toàn thể hàng Phật tử thành kính đảnh lễ điện thân Hòa Thượng cùng chư tôn đức. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng hướng về chư tôn thiền đức cúng dường ba lễ để làm tri ân chư tôn giáo phẩm chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, quả thật ân đức ấy cao siêu khó tả, suốt kiếp người con trả chưa xong. Vu Lan kính vọng ngưỡng mong, pháp y dân cúng phước lành mẹ cha. Giờ phút này thành kính cung thỉnh thượng tòa Đức Phước Dưỡng, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, sướng lễ bài sám tụng Vu Lan để đạo tràng chúng con nhiễu đàn dân cung pháp y, sau đó cung thỉnh thượng tòa sướng lễ quá đường. Hành kính cung thỉnh, kính mời toàn thể Phật tử đồng khởi thân đứng dậy nhiễu đàn dân cung pháp y. Thank you.
Sai sai ba da ve ma, sai 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 ba bo
chủ quan thì ở chùa Hội An Hiền Ma đạo tràng pháp hội chư Phật tử, nhất tâm kiền thành chư tôn đức nhị Bồ Tát và quan lâm tác pháp cúng dường. Nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu dân pháp ni ca sa tại chùa Hội An, chư Phật tử trường thừa công đức tinh tâm kiên cố đạo niệm tinh chuyên phước huệ sâu kiên tha diệt tất di đà thọ ký. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, pháp hội Vu Lan báo hiếu dân cúng pháp y ca sa tại đạo tràng chùa Hội An đến đây đã được thập phần viên mãn. Thay lời thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức cùng toàn thể đạo tràng, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn hiền đức quý ngài đã không phụ lời thỉnh cầu của đạo tràng Quang Lâm chứng minh cho đại lễ thành tựu viên mãn. Chúng con nguyện nguyện tham vọng gia hộ quý ngài pháp đệ vàng an đạo cao viên viện. Hai lời ban tổ chức cũng xin được niềm thân toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa đã phát bồ đề tâm trợ duyên cho đại lễ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong đức ngài cùng quý vị niệm tình thứ lỗi. Giờ phút này hướng về chư tôn đức đạo tràng tâm thành đảnh lễ tri ân cúng dường tam bái. Thánh chư tôn thiền đức hòa trai phương tiện cung tịnh chư tôn thiền đức ni dạy y hòa trai. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tình tao sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tình tao sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn,
còn mẹ, xin đừng làm mẹ buồn. Đừng để sầu lên mắt mẹ nghe không. Con quỳ
ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Quê nghèo lối cũ con đây, nhưng mẹ cha nơi chính